Xin chào tất cả các anh các chị và các bạn. Tôi Nguyễn Anh Tuấn đây ạ. Trong cái video này, tôi sẽ lại tiếp tục chia sẻ tới các anh các chị và các bạn một cái chức năng rất là hay của phần mềm Simple Facebook. Đó chính là cái chức năng nhắn tin, đúng không ạ? Chúng ta có thể nhắn tin với một cái tệp OID, nhắn tin cho những người bạn của chúng ta, nhắn tin cho những cái người mà đã tương tác với chúng ta, đúng không ạ? Nhắn tin cho những cái người mà đã từng nhắn tin với chúng ta. Đây là một cái chức năng rất là hay của Simple Facebook. Trước hết thì chúng ta cần phải tìm hiểu một số cái vấn đề. Đó là những cái ai mà hay tương tác với nhau thì sẽ thường xuyên nhìn thấy nhau. Có nghĩa là những cái người nào ấy mà thường xuyên like này, comment hay là inbox cho nhau, đúng không ạ? Nhắn tin cho nhau thì sẽ thường xuyên nhìn thấy bài viết của nhau. Nhưng khi ban đầu mà chúng ta mới kết bạn với nhau thì họ còn tương tác với chúng ta, thì họ còn nhìn thấy những bài viết của chúng ta. Nhưng sau một thời gian họ sẽ lại không tương tác với các anh các chị và các bạn nữa. Chính vì vậy mà họ rất ít khi nhìn thấy bài viết của các anh các chị và các bạn. Thực sự luôn ạ, thực sự rất là ít. Cái tỷ lệ mà bạn bè bình thường ấy mà có thể nhìn thấy bài viết của chúng ta trên newsfeed của họ rất là thấp. Nó chỉ rơi vào tầm khoảng độ 2-5%. Nếu mà các anh các chị và các bạn không thường xuyên tương tác với họ và họ cũng không thường xuyên tương tác với các anh các chị và các bạn, đúng không ạ? Mà tôi hay gọi đó là tương tác hai chiều, thì họ sẽ rất ít khi nhìn thấy bài viết của các anh các chị và các bạn trên newsfeed của họ. Điều đó thực sự lãng phí, đặc biệt khi mà các anh các chị và các bạn có 5.000 bạn bè chất lượng thì thực sự là vô cùng lãng phí. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải tương tác thật nhiều với họ để cho bài viết của chúng ta hiển thị trên newsfeed của họ nhiều hơn. Chúng ta like, comment và inbox cho họ nhiều hơn, đúng không ạ? Thì trong những video trước đây của tôi cũng đã chia sẻ với các anh các chị và các bạn có những cái cách mà để cho chúng ta tăng được cái tương tác hai chiều, đúng không ạ? Thì trong cái chuỗi video bán hàng trên Facebook cá nhân của tôi, đúng không ạ? Ở trong cái phần bài thuật toán AdRank thì tôi cũng đã chia sẻ với các anh các chị và các bạn ba cách để cho chúng ta có thể tăng được cái tương tác hai chiều, đúng không ạ? Và tăng được cái sự nhận diện, hiện diện bài viết của chúng ta trên newsfeed của bạn bè, của khách hàng. Còn trong cái video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn tất cả các anh các chị và các bạn cách tương tác lại với những bạn bè đã inbox chúng ta với cái phần mềm Simple Facebook. Đó chính là cái chức năng nhắn tin tự động trên phần mềm Simple Facebook. Chúng ta cần phải thực hiện như thế nào ạ? Đầu tiên thì chúng ta cần phải đăng nhập vào phần mềm Simple Facebook, đúng không ạ? Đây, tôi đã đăng nhập sẵn vào phần mềm Simple Facebook rồi. Sau đó thì chúng ta chọn một cái tài khoản mà chúng ta sẽ sử dụng. Đây, tôi sẽ sử dụng cái tài khoản Nguyễn Anh Tuấn của tôi. Tôi lựa chọn tài khoản Nguyễn Anh Tuấn và tôi chọn vào sử dụng tài khoản. Sau đó thì chúng ta chọn cá nhân này, danh sách tin nhắn này, đúng không ạ? Chúng ta hãy lựa chọn khoảng thời gian. Chúng ta sẽ lựa chọn khoảng thời gian. Chúng ta sẽ lựa chọn cái thời gian từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu, đúng không ạ? Ở đây nhé, tôi sẽ ví dụ tôi sẽ lựa chọn khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 8 cho tới ngày hôm nay nhé. Ngày hôm nay là ngày 16. Hoặc là tôi để mô ngắn thôi, đúng không ạ? Tôi sẽ lựa chọn khoảng ngày 15 tháng 8 đi, một tháng, một tháng trở lại đây. Tôi sẽ kích vào lấy tin nhắn này. Thì tại đây Simple Facebook sẽ cho chúng ta những cái danh sách tin nhắn. Đây, những cái người mà đã nhắn tin với chúng ta trong cái khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 8 tới ngày hôm nay, đó là ngày 16 tháng 9, đúng không ạ? Đây, Simple Facebook hiện tại vẫn đang tải. Trong cái khoảng thời gian đó thì tôi đã nhắn tin, đã tạo ra những cái tương tác bằng cách đó là inbox với 854 người dùng, đúng không ạ? Đây là một con số không lớn và cũng không hơi nhỏ, đúng không ạ? Bởi vì sao tôi lại nói nó không lớn và cũng không nhỏ? Bởi vì là theo cái chính sách của Facebook thì Facebook chỉ cho phép chúng ta nhắn tin tối đa đến 50 người lạ trên một ngày thôi. Nhưng với những người mà chúng ta đã từng nhắn tin, đã từng tương tác đó ạ, thì chúng ta có thể nhắn được với cái số lượng lớn hơn, rất là thoải mái, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nhắn tin cho họ thì họ sẽ nhanh chóng nhìn thấy bài viết của chúng ta trên newsfeed của họ. Vậy thì chúng ta có thể nhắn những cái nội dung gì cho họ, đúng không ạ? Tại đây này, thì các anh các chị và các bạn có thể kích vào gửi tin nhắn này, đúng không ạ? Chúng ta có thể chào họ, đơn giản chúng ta chỉ cần chào họ một câu thôi. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những icon cười chẳng hạn. Hoặc là chúng ta có thể gửi những lời hỏi thăm sức khỏe, đúng không ạ? Ví dụ như là chào anh Nguyễn Anh Tuấn, anh dạo này có khỏe không ạ? Đúng không ạ? Và đặc biệt có một thứ rất là hay. Đây, đó là cái phần nhắn tin này thì tôi đã giới thiệu
tới các anh các chị và các bạn trong cái video chúc mừng sinh nhật một lần rồi. Thì phần mềm Simple Facebook này có thể giúp cho chúng ta tự động chèn tên của người bạn của chúng ta vào bằng cách đó là chọn A còng, đúng không ạ? A còng name có tên người dùng và A còng gender bằng từ anh chị. Ví dụ cái phần mềm này sẽ phân biệt cho chúng ta được đó là nam hay nữ. Nếu là nam thì sẽ gọi là anh, chào anh, đúng không ạ? Nếu là nữ thì sẽ gọi là chào chị, đúng không ạ? Như tôi cũng đã chia sẻ là chúng ta cần phải soạn những cái văn bản đó trước ra Word hoặc là ra Notepad, bởi vì chúng ta không thể gõ tiếng Việt vào trong cái mục soạn thảo tin nhắn của Simple Facebook được. Ví dụ như là chào anh chẳng hạn, chào gender, name chẳng hạn, đây, chúc gender này, anh chị đúng không ạ, một ngày cuối tuần vui vẻ, cuối tuần vui vẻ. Bởi vì hôm nay là ngày, bởi vì cái ngày hôm nay khi mà tôi đang làm cái video này đó là ngày chủ nhật đúng không ạ, thì tôi có thể soạn thảo với cái nội dung này, tôi sẽ chèn cái nội dung này vào, đúng không ạ, và tôi sẽ lựa chọn đó là Nguyễn Anh Tuấn, sau đó tôi sẽ kích vào bắt đầu, thì ngay lập tức cái phần mềm Simple Facebook này của tôi sẽ tự động gửi cái tin nhắn tới những cái người, tới những cái người bạn mà tôi đã tương tác bằng cách inbox trong thời gian từ ngày 15 tháng 8 tới ngày 16 tháng 9, đúng không ạ? Đó là ngày hôm nay. Đây, nó đang đã gửi tin nhắn thành công tới người số 2 đây. Ở đây tôi khuyên các chị và các bạn, chúng ta cứ để sẵn cái mặc định còn tốc độ 10 giây nhé. Chúng ta không cần phải chỉnh sửa gì đâu ạ. Đây là tính năng rất là hay mà chúng ta có thể gửi cái tin nhắn tự động bằng profile, đúng không ạ? Đó. Tôi đã demo cho các anh các chị và các bạn rồi. Tôi sẽ tạm thời dừng lại nhé. Ngoài cái chức năng mà chúng ta có thể nhắn tin tự động trên profile, thì cái phần mềm Simple Facebook gần đây, đúng không ạ, đã cho thêm chúng ta một chức năng rất là tuyệt vời, đó là chức năng nhắn tin tự động trên fanpage. Tại sao ạ? Cái phần mềm Simple Facebook này có thể giúp cho chúng ta có thể chăm sóc lại những khách hàng mà đã nhắn tin cho fanpage của chúng ta, giúp cho chúng ta có thể chăm sóc lại họ một cách dễ dàng hơn, và khi mà chúng ta gửi tin nhắn cho họ, đúng không ạ? Các anh các chị hãy nhớ nhé, đây là chúng ta gửi tin nhắn với tư cách đó là fanpage, chứ không phải là chúng ta gửi tin nhắn với tư cách là profile cá nhân đâu ạ, đúng không ạ? Thì những cái người bạn mà nhận được cái tin nhắn từ fanpage đó thì họ sẽ nhìn thấy những cái bài viết của fanpage đó một cách dễ dàng hơn. Đây là một cái chức năng rất là tuyệt vời. Đầu tiên là chúng ta cũng phải đăng nhập vào một cái tài khoản, đúng không ạ? Ở đây là tôi sẽ lựa chọn cái tài khoản Tuấn Nguyễn nhé. Sau đó thì chúng ta chọn mục cá nhân này, lấy danh sách tin nhắn fanpage, đúng không ạ? Và chúng ta lựa chọn một cái fanpage. Ví dụ tôi sẽ lựa chọn cái fanpage Attaget nhé. Tại đây thì chúng ta hãy lựa chọn khoảng thời gian, đúng không ạ? Chúng ta sẽ lựa chọn khoảng thời gian bắt đầu từ ngày bao nhiêu đến kết thúc ngày bao nhiêu. Tôi sẽ lựa chọn và lấy tin nhắn. Đây, đây chính là những cái người mà đã nhắn tin với fanpage của tôi, fanpage Attaget. 30 người, quét được 30 người, đúng không ạ? Và bây giờ thì tôi có thể nhắn tin cho họ. Tôi sẽ chọn gửi tin nhắn này, đúng không ạ? Tôi lựa chọn đó là Attaget, đúng không ạ? Các anh các chị và các bạn lưu ý, ở cái khung tin nhắn này thì cũng giống như là cái mục mà chúng ta gửi tin nhắn của profile cá nhân, thì chúng ta cũng nên soạn thảo ra Word trước, đúng không ạ? Chúng ta nên soạn thảo ra Word hoặc là file Notepad, bởi vì ở trong phần mềm Simple Facebook thì chúng ta không thể gõ được tiếng Việt chẳng hạn. Ví dụ là tôi vẫn đưa cái nội dung như lúc trước tôi đã soạn thảo là chào anh chị, tên là gì này, chúc anh hoặc chị là một ngày cuối tuần vui vẻ, đúng không ạ? Và tôi kích vào bắt đầu. Và các anh các chị nhớ nhá, fanpage này thì tôi sẽ lựa chọn cái fanpage của tôi, đúng không ạ? Fanpage Attaget này. Và tôi kích vào bắt đầu nhá. Và công việc của chúng ta là chờ đợi cái phần mềm này hoàn thành nhiệm vụ gửi tin nhắn cho những cái khách hàng, cho những cái người mà đã nhắn tin từ fanpage thôi ạ. Và tôi cũng có một số cái lưu ý với cái chức năng này, để tránh được cái trường hợp xấu nhất là chúng ta bị
tạm thời khóa cái chức năng gửi tin nhắn trên fanpage trong một khoảng thời gian nào đó, đúng không ạ? Thì chúng ta tuyệt đối là chúng ta không gửi link nhé. Chúng ta sẽ không gửi link một cái đường link nào ở trong cái mục tin nhắn của chúng ta. Chúng ta cần phải test cái số lượng tin nhắn nhé. Chúng ta chỉ nên gửi tầm 1-200 tin nhắn một ngày thôi ạ. Nếu mà chúng ta có quá nhiều người, chúng ta muốn chăm sóc quá nhiều người nhắn tin trên fanpage ấy, thì chúng ta nên chia nhỏ ra để chúng ta gửi hàng ngày, đúng không ạ? Như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo sự an toàn và tính hiệu quả của cái việc mà chúng ta gửi tin nhắn tự động trên fanspace, đúng không ạ? Đó, đó là những cái điều lưu ý mà tôi muốn gửi tới tất cả các anh các chị và các bạn khi mà chúng ta sử dụng cái chức năng này nhắn tin tự động trên fanpage. Còn cái việc mà chúng ta nhắn trên profile, nhắn tin inbox lại với những cái người mà đã inbox với chúng ta thì sẽ rất là thoải mái, bởi vì cái chính sách của Facebook thì đã rất ưu tiên đối với những cái người mà chúng ta đã từng tương tác, chúng ta đã từng nhắn tin với họ, thì chúng ta có thể gửi những tin nhắn cho họ với những cái số lượng lớn, đúng không ạ? Đó chính là cái chức năng nhắn tin tự động trên Simple Facebook, đúng không ạ? Các anh các chị và các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của tôi. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.